test máy hàng Boss ADC 220. Hàng kéo qua là 4 ly á mọi người. Hơi tội. Lửa yếu một xíu, 4 ly thì hơi yếu. Tiếu quay nhỏ không anh? À có. Quay 3 ly 2. Quay 3 ly 2 thử cho. Đây, 3 ly 2 thử đi anh. 3 ly 2 2 ly. Ok không anh? Máy khá khỏe nha mọi người. Dòng thì có nhỏ thôi. Máy nó cũng nhỏ nữa. Mà kéo khỏe. Dòng điện đều. Đây là dòng sản phẩm Boss. Quán đầu là cái dòng nó đều, nó đừng có giật là được. Đó. Ghế hàng. Và cái gõ kìa, cái gõ kế bên. Anh em ơi, đây là dòng máy hàng Boss. Anh em nào có nhu cầu quan tâm liên hệ mình nha. Cảm ơn.